Hai mẹ con đi trên một xe máy đã xảy ra va chạm với xe ben, hậu quả làm hai mẹ con bị thương, trong đó người con gái bị thương rất nặng. Sự việc xảy ra tại thành phố Thủ Đức. Theo camera nhà dân ghi lại, khoảng 11 giờ 27 phút, xe ben do tài xế Nguyễn Cường, 41 tuổi, ngụ quận Bình Tân điều khiển, chạy trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ ngã tư Gò Dưa về bệnh viện thành phố Thủ Đức. Khi đến trước số nhà 591 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều bên phải. Va chạm làm cho hai mẹ con ngã xuống đường, trong đó người mẹ bị thương nhẹ, riêng người con gái 25 tuổi bị xe ben cuốn vào gầm. Ngay sau đó, người dân hỗ trợ kéo người con gái ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu được các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương nặng, tiên lượng tử vong cao. Ghi nhận tại hiện trường là đoạn đường cong, chiếc xe ben ôm cua ép sát lề đường.